Chào buổi sáng tất cả mọi người. Hiện tại đã là ngày thứ 3, tụi mình có mặt ở trên cái hòn đảo Quang này nha. Đây là đồ ăn còn lại của tụi mình, đó là một cái túi cá luôn. Tối hôm qua tụi mình ăn chỉ có mới phần nửa hả mọi người, đây còn lại một phần nữa nè. Với ở dưới biển thì còn gọng một số con cua, con cúm. Đây mấy con cua ngốc của mình. À, nó còn sống, nó còn bò kìa. Đó, để đây gọng sẽ ăn những con cá còn lại của ngày hôm qua đây. Và cái công việc tiếp theo của ngày hôm nay nữa, đó là mình sẽ làm một cái cây cầu thang để đi leo lên cái chòi này nha. Hiện tại thì leo trèo lên cái cây khá là khó luôn á. Giờ mình làm một cái cây cầu thang để đi lên đi xuống cho nó dễ nè. Vô đây ăn sáng ăn trưa luôn á. Có rìa bông rồi. Quá to luôn. Cá mú rồi mọi người. Cá mú. Rồi còn mấy cá này không biết luôn. Đây đây còn cái đầu cá nóc của qua còn nè. Cái đầu cá nóc nè. Giờ hôm qua nướng chưa có chín tới nhiều nha, giờ mình nướng lại nha. Đỏ đỏ nè. Đúng rồi. Đây mình nướng lại. Cái đầu nó to quá. Đúng rồi. Mình đặt xuống giữa đây cho dễ ấy nè. Em này gác được đây luôn. Qua còn nhất đi. Người ghé miếng lên không? Có hình lên không? Ồ thịt. Đeo lại nè. Này bên đây thịt không? Đeo lại. Quá hà. Sương. Ghé được miếng thịt nè. Dài, dài rồi. Rồi chúc mừng mọi người nha. Ăn cá no luôn rồi. Hai ông kia bỏ chạy mất tiêu rồi, còn mình nữa nè. Đây còn cá đây. Còn cái động cá nóc nữa. Ông kia chạy mất hết rồi. Còn mình ngồi nghỉ. Thank you.
là cái bậc thang cuối cùng rồi nè mọi người ơi. Ráng lên nữa là xong hoàn thành được cái cây thang để trèo lên rồi đó. À, mình đã hoàn thành xong cái cây cầu thang rồi mọi người ơi. Đây. Nhìn cũng đẹp đẹp ha. Để mình leo lên thử cho mọi người xem. Đó, lên trên được rồi nè. Đây. Hai ông kia thì đang tắm biển ở dưới rồi mọi người. Đang kiếm mà có ốc không nữa. Có con gì không anh Bao? Hả? Có con gì không? Mấy ốc hả? À. Ốc hả? Nước lớn quá ha. Thủy triều lên cao quá mọi người. Nó ngập luôn cái hố trong đây luôn rồi nè. Cái bếp lửa thì phải dời lên tuốt lên đây. Bây giờ thì chuẩn bị ăn trưa nha mọi người. Trưa nay thì sẽ ăn món cua. Mấy con cua, mấy con cúm hôm qua, hồi tối hôm qua hai anh em mình bắt còn á, còn rộng ở dưới kia kìa. Bây giờ mình sẽ đem đi luộc cho nó luôn nha. Là sẽ có một bữa ăn trưa nha mọi người. Rồi đây anh Mông sẽ thổ cài lướt sóng. Sóng to bên đây nè, gọi hồi té à. Anh Mong té rồi. Lên bờ luôn. Trôi lên bờ luôn rồi. Trời ơi. Gọi té luôn. Ôi. Vô hồ này tắm đi, hồ này tắm đẹp hơn nè. Hải sản của anh em tụi mình cũng đã chín. Cua. Cua. Màu màu đỏ. Nhìn hấp dẫn mọi người, cái màu rực rỡ luôn. Tìm miếng cốt nha, thằng tắm vô nữa. Mọi người coi cái càng cua nè. Mập ôi trời ơi. Đã. Nước ngập lên chỗ cái bàn ăn của anh em tụi mình luôn rồi. Đây nè. Ngập luôn rồi. Ngập tới cái cây cầu thang luôn rồi. Cái hậu mùa này đang nắng ngồi ăn ở đây là đúng là vô bờ luôn. Thật là mát mẻ luôn.
Rồi mời mọi người ăn hải sản với anh em tụi mình nha. Mời mọi người cái càng cua luôn nha, quá chừng thịt luôn mọi người ơi. Ngon đậu á, ngọt mà nó thơm nữa. Đêm nay thì sóng to quá mọi người ơi, vậy thì anh em tụi mình không có lặn lội mà để săn bắt ban đêm được nha. Biển thì bị động quá, nước nó cũng đục nữa. Anh lên cái chỗ ngủ đi, ngủ nha mọi người. Sáng mai thì có lẽ sẽ đi săn bắt gì đó sau nha. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Mặt trời cũng đã lên rồi mọi người ơi. Tối hôm qua thì vẫn gió quá nha, gió với sóng cao quá. Mặt trời lên rồi. Anh Bông thì còn nằm trống. Hello anh Bông. Gió quá, gió tối hôm qua sóng lớn quá thì anh em tụi mình không có đi săn bắt được gì hết trơn á mọi người ơi. Sóng gì thì nước nó không có được trong, nó thổi nó cuộn lên, ở dưới nó hơi bị đục. Hai người quyết định lặn xuống bắt ốc luôn. Ồ, dính được một con sao mai. Wow, một con sò mai. Mặt thụt luôn. Quá trời luôn. Ồ, lặn có chút vào như đây nè. Quá trời quá đất luôn.
Ồ, quăng lên cho em. Được khách. À, thêm một con dẹm sinh nữa. Đây thì sau hồi nãy giờ hai anh em mình lặn bắt lên á thì được một số ốc với sò. Đây, ốc. Đây, vẹm. Rồi đây một số con sò mai nha. Thì bây giờ đang nướng nè mọi người. Hôm nay sóng vẫn còn to nha. Bị nước biển đục quá bởi vì không có lặn bắt được nhiều mọi người, không có thấy đường á. Nước biển đục dữ lắm. Đó, bắt được nhiêu đây thì ăn đỡ nhiêu đây nha. Đợi tí xíu nữa nó chín mình quay thành quả cho mọi người xem nha. Rồi, hải sản của anh em tụi mình cũng đã chín. Thì hôm nay anh em tụi mình có bắt được mớ diễm xanh nè, diễm bự bự to to mà. Ê, mà anh bông con sò ổ diễm xanh này đi. To dữ hả? Ăn đi. Rồi, này con tôi luôn này, đó hai con con. Rồi. Ở biển này mấy con diễm xanh quá trời, ngoài đảo chứ. Quá đã nha. Đâu con này đẹp đỏ luôn, đỏ điếu luôn. À. Vàng khe luôn. Rồi chấm cái thử coi. Chấm vô. Rồi mọi người nha. Quá đã. Dạ, anh bông chấm vô cái coi cho nó ngon. Xin mời mọi người dùng hải sản với em nha, con vẹm xanh nè. Ôi. Đỏ đỏ mà chấm với đỏ nó vô bài. Ngon lắm, ngon rồi. Quá đã luôn. Ngọt ha. Quá ngon. Quá tuyệt vời. Em thử ốc gai nữa. Rồi, kính mời mọi người dùng con ốc gai luôn. Rồi. Ngoài đảo nha mọi người. Cho anh Bông trải nghiệm. Được. Mặt hơn rồi. Đây con ốc này, mời mọi người luôn. Ốc lặn nó thịt nó giòn. Mời mọi người nha. Quá ngon. Thử rồi mai thôi hả? Để em tách ra thử rồi. Còn mai kia là mày nướng nguyên con. Rồi, nhúng nhất đi. Rồi, rồi đây để em làm cho, để em tách cho. Rồi. Để em tách cho anh con này nha. Rồi, con to quá. No lắm. Con này anh bắt nè, để no lắm. Nó đâu no. Rồi, tay được rồi. Được đây. Vô công. Sao mai lúc nào cũng ngon hết á. Cái còi. Cái còi nó thôi là quá bụng. Rồi. Đi. Còn xong rồi nè. Rồi, kính mời mọi người nha. Rồi, mời em Vũ luôn. Rồi, dứt nó đây, cầm dứt. Ê, dưới cái đùi nó có cái còi nhỏ nè, ăn thử rồi cái này coi. Ồ, hình cái trái tim luôn hả? Hình trái tim nha. Còn quăng, cầm trái tay vậy. Bám xuống rồi ha, dính nữa nè. Dài lắm á. Thử rồi. Đó, dài. Chưa thông à. Đúng rồi, thôi. Chứ rồi đấy em chứ. Tiểu này ra đó. Cái này nó ăn vô cát đi cha cát vậy. Chúng nó vô là không ngon. Rồi. Cao của anh bông bự không? Đó, cũng ngang ngang với nhau à. Em dày thì cơm hơn. Rồi. Chấm mọi người nha. Nước chấm thằng thánh vô. Đâu xé làm đôi cục này bự quá. Này bự quá. Con sò mai. Đâu cho em chấm miếng à. Ồ vô. Thôi cho 100g nửa cục nè, cục này bự quá. Trời ơi, bốc được. Rồi, vô. Đã không anh Bông? Con sò mai ngon, con sò xanh nữa rồi à. Nó khác thì nó có một bột vị. Nó thơm thơm. Trải nghiệm tuyệt vời ha. Ông ăn thử ngon không? Rồi chấm thử cái rồi. Phải nhai kỹ nha, nó thử ra cái nước nó thơm nó ngọt. Con mực vậy nha, hoài che hoài. Nhai lâu nó ra nước ngọt. Ngọt. Chứ mình ăn mà mỗi ăn liền cái nó không ngon. Bây giờ cái đang ăn hải sản có ngán không? Chưa. Chưa ngán. Quá ngon luôn. Mà bữa ăn cá ngán luôn, ăn cá nhiều quá ngán thiệt. Hôm nay toàn hải sản không à? Thiếu tinh bột rồi. Thiếu tinh bột rồi, thiếu rau rồi. Mà nhờ cái nước chấm này nên nó không có ngán nè. Đúng rồi, nước chấm nó đỡ. Thì
nếu tình bột lá vô gần mình đào có cây cũ vô ăn luôn anh Bông ơi. Ok. Bữa giờ chưa khám phá khu rừng quá. Có khoai đào khoai ăn. Bổ sung tinh bột rồi vô. Ở vừa bữa anh mới thấy mấy cái khoai lại ăn nữa không biết cũ có không nữa. Đào thử ha. Rồi, mời mọi người. Có hai cái hai bên nữa ăn cũng được. Rồi xin phép mọi người anh em tụi mình ăn nha. Rồi xin mời mọi người. Ở bên trong cái con sò mai nó có tôm nhỏ nè mọi người. Đây mình đã ăn thịt thử con tôm nhỏ rồi ngon không nha. Đây cũng có nè. Tôm này ngon chứ bộ. Ngon. Tống một hộp sò mai luôn ha. Đúng rồi, nó nhầm như nó cộng sinh trọng anh ơi. Thơm, thịt tôm này thơm. Bây giờ thì anh em tụi mình vào rừng nè mọi người. Tìm một chút tinh bột nha. Anh Bông đang đào dây khoai. Không biết có củ khoai nào ở dưới không? Khoai là khoai rạng nha. Khoai rạng. Dây nữa nè. Dây bự nè. Đây cái dây của nó nè mọi người. Dây nó có gai nha. Ở đây thì đá nhiều lắm. Khó đào. Đá nhiều quá, khó đào. Vậy nó tù nè. Hy vọng là có khoai ăn nha. Hôm nay ăn cá, ăn hải sản, ăn ốc đồ thiếu tinh bột quá. Nay tìm một ít tinh bột ăn. Trên kia ông Khởi ông cũng đang đào ở trên cái đồi núi kìa. Không biết có củ nào ở trên đó không? Hy vọng là kiếm được vài củ khoai nha mọi người. Anh Bông mình cũng đang đào ngoài đây nữa nè. Đây anh em mình thì có đang lần theo dấu vết của một cái sợi dây khoai rạng. Nghi là cái cũ của nó theo cái sợi dây này nè. Đúng rồi, dây rất là to luôn. Đang cố gắng theo đuổi tới cùng. Hiện tại nó đang chui vào rất là sâu luôn mọi người ơi. Ê, củ khoai. Củ khoai. Thấy không? Trời gãy củ khoai rồi. Ghê 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 anh ơi. Nó củ khoai nó cong lên nó cong lên. Tiếp nữa xem thấy. Khoan. Nó kéo ra cho, nó cong nhẹ nó cong lên đó. Cùng đó. Đó, cong lên nữa đó. Nè, củ khoai đó. Ơ gì có miếng vậy? Đó. Nên mong gấp lại rồi mong. Nè. Con tình nó phát triển không được. Ôi gì nó siêu vậy. Chúng cục đá, chúng đi chúng cục đá thành quằn lại là nó nuôi chỗ này luôn. Đó mình lấy khúc này là nấu được nè. Đó. Khúc này còn sơ. Còn sơ, nó già quá rồi. Úi giờ còn sơ lấy dao cắt đi. Giờ mình luộc ăn được cái này nè. Đây. Được một củ khoai đầu tiên. Gì nó xíu vậy. Củ khoai trên đảo nè mọi người. Củ khoai rạng trên đảo nè. Chắc không phải quá. Đó, chứ gì ăn là biết, ăn nó ngon không. Này là ăn được rồi nè. Đúng không, đang đào một cái dây khoai rạng. Khoai rạng nhưng mà cái này là nó đắt đá không à, nên nó phát triển không được. Nó còn nguyên sợi dây như này nè. Mình ăn nó thì giống như nó có sơn nhiều quá mọi người. Ô đá đó xuống. Đây. Này ăn để sinh tồn thôi chứ sơn nhiều lắm. Nè. Bẻ nó gãy lên mông, bẻ rồi. Khúc này thì chắc hơi thôi, nó còn sơn nhiều lắm. Cắt thôi chứ bẻ không gãy nổi. Sao nhai nổi? Cũng ăn được. Đâu, sao ăn? Ăn được. Nè, cái này đầu này thì nó mềm nè. Đâu? Đầu này mềm. Bẻ gãy nè. Đó. Đầu này thì ăn được nè. Đó, ăn thử không? Nhất đền mong ăn thử là được. Được. Khoai này ăn sống là được mà, nó chỉ không ngon thôi. Ăn sống được hết. Khoai rạng mà. Hồi đó là thường ăn á, hồi đó đi đào khoai rạng nó bụng quá ăn khoai rạng mà. Ăn sống luôn. Đây, mời mọi người.
đảm, cái này là còn sơn nhiều nè, ăn không ngon, nó ăn ngon, ăn càng non là càng ngon. Em lấy cái này xíu vô nấu này bỏ đi, nấu này nấu ăn được rồi. Mình lên đây mình xem thử rồi ông Khởi không có đào được cái củ nào không nha mọi người. Xuống tới dưới cái cây gãy luôn. Gì nè mà có nhiều lông á, mới là của nó. Lông á. Gì nào có lông đâu, không phải đâu. Không phải. Không phải đâu. Sao cái gà giống ổng vậy? Của nó ra hả? Ừ nè. Đâu phải ăn vô à, của dây khác nó xuyên qua. Rồi khác ổ rồi. Ừ, đi vũ về, đi vũ về. Chi mà nhiều lông mới đúng. Như này đâu có lông, không phải rễ rễ của cây khác á. Đào từ trên dưới luôn. Nhiều rễ quá. Không phải gì khác. Rễ quá. Thôi đào bới thì mình lên được một củ quá bự. Đây một củ. Thôi. Đây thu hoạch cho. Đây. À. Ôi cái cổ bự. Khoai bự ghê vậy, bự bằng ngón tay luôn vậy. Còn dây nè, củ này ăn được chắc luôn nè. Rồi, cố gắng đào hang đi. Còn dây nữa. Đào chừng gặp kho báu vàng đồ bạc ở dưới luôn á. Để đặt năm xưa chung nhốt kho báu nơi đây. Ủa, cái dây này không có rồi. Không phải, không phải. Ủa. Bông đen. Khoan. Được củ nào chứ anh? Đây, được con mới gãy, củ này gãy nè. Đây còn con dính à. Đây nè. Một củ đây nè. Khoai này nó nhớt nhớt nha mọi người. À. Đây nè. Đây, đó. Củ này ngon nè. Đó. To nè. Gãy à. Còn đây củ nữa nè, đây củ dính cứng quá. Đây được. Đây gãy nè, cứng quá. Ừ, gãy luôn rồi. Ôi. Ừ, giòn nè. Trời ơi, củ này to. Wow. Củ này to nè. Còn nữa. Ngon, ngon, ngon. Phải ít gieo phải vậy chứ. Lấy uống quá trời uống luôn. Của nó hết rồi chứ gì. Còn nữa. Những cục đá này. Ừ, nó gãy, nó dính cục đá nó gãy nữa nè. Ừ. Trời ơi, uống quá. Cục đá trời ơi. To hả? Ừ, to. Nằm dưới cục đá bự luôn. Xong rồi, đầu tiếp. To dữ rồi ta. Tiếp cận tiếp. Hai to dữ rồi. Rồi sau một hồi thì anh Bông cũng đào được một củ. Đổ hồ hôi luôn mọi người. Đổ hồ luôn. Đây nãy giờ được mấy củ nè. Tiếp tục. Còn củ nào không? Đây củ khoai nè mọi người. Chọt lại. Trời ơi khoai à. Ơi bể mấy củ luôn. Đây nguyên hình nguyên củ nè. Nằm bên đây nè, qua nè. Anh Bông dứt một cái đó mẻ là mấy khúc luôn rồi. Ổn quá ổn. Kệ không sao. Đây củ nè. Đó đó. Củ này mắc cười nè. Đó, củ còn nguyên luôn. Quá đã. Một củ nữa. Đây củ nữa nè. Đâu anh Bông? Đây. Nằm đây luôn. Đó, he he. Hai củ. Trời ơi, quay à. Nhất rồi, nhung nhất rồi anh Long ơi. Nhất rồi, nhất rồi. Đó. Đúng rồi ơi. Mệt rồi. Quá mệt. Đây. Một củ nữa mọi người ơi. Kiếm một củ đứt nữa anh Bông. Đứt rồi, nằm đâu rồi, nằm đâu nào mất tiêu rồi. Nằm đâu. Không biết cái dây nào á, mà mình thấy phạm biết.
Đây, ờ, nó cú to luôn. Cú to. Nhìn tưởng cái ghế không? Miêu cú to luôn. Cú to luôn ơi. Đây. Cú quá to. Đây. Đây. Đây, hồ cũ nó bị dư phạm rồi. Bị đứt đôi. Đứt đôi rồi. Ú, phải. Gãy cây. Gãy cây. Đây cái dây nó nè mọi người, dây nó nè. Đây nhiều dây lắm. Cũng nhỏ nhỏ nè, lụm luôn. Đào lên rồi dứt luôn. Nhỏ nhỏ vậy ăn chứ ngon chứ bộ. Ôi, phạm cũng khai rồi. Đâu anh? Ừ đây. Ừ. Ôi cũng khai nữa. Chọt cái lên đây đây luôn cho cũng khai luôn. Nhiều khoai mọi người ơi. Con bảo này chắc rồi ra luôn nè. Đúng rồi. Ừ. Phạm rồi nè. Ừ. Ừ. Đâu? Đào, đào đào tiếp lên luôn. Đấy à. Đứt rồi, đứt rồi. Tới 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 anh mong. Tới tới tới. Ủa to vậy. To vậy. Tắt shop phải phát triển được. Đi. Dài á. Ờ dài đi à. Ôi. Ăn vô trong kia nữa kìa. Ôi to à. Ôi cũng chừng tay. Đây lẻ mo này á. Ủa. Nhìn hết rồi đó. Ừ ra kìa. Đó, tới rồi, tới rồi. Đây còn một. Ồ, này cái đầu mút của nó. Thôi rồi. Mình còn sao ta. Thử. Ấy, bể bể bể. Bể. Lên. Ồ. Còn cái lú anh cũng nhỏ nữa. Này ngón tay. Đây. Đây nè. Đây cái này cũng còn cũ nữa. Trước luôn. Đây, một dây được hai củ. Hai củ. Ồ. À đó. Nhiều không? Đủ ăn cho anh. Nhiều hết rồi. Đào cua này ngủ nữa nè. Rồi, rồi đào nghe nó lên đi. Hầm quá. Cây ổ này hầm quá. Hầm phai quá nè. Yeah. Cái gì vậy? Cũng gì vậy? Cũng khoai mà. Khoai, khoai, khoai. Ôi, khoai. Ừ. Đây củ nữa. Đang xe củ nữa đây. Trong trên đó. Tự nhiên gặp củ nào nữa. Tới, tới, tới anh mau rồi. Nó, đấy. Nó này. Gãy rồi. Gãy rồi. Gãy rồi. Đây là khoai đó ta. Ừ, không phải, khoai khác. Ừ, gãy rồi. Ừ, uống quá. Đó. Nó gà vô cái này. Ừ. Này, mối rồi. Đó này chắc có nó mối thì sao. Ừ, gì hả? Hết. Hết rồi. Hết rồi. Ôi. Thôi, được rồi, về hả Long? Ôi, giờ thôi đừng. À, quá được, anh em mình nhổ được một đống khoai luôn. Ôi, chiều nay có đồ ăn rồi. Có tinh bột, có tinh bột. Ăn cá ốc hoài. À, rồi, không vị. Đây mọi người ơi, sau một hồi thì hụt đào thì bới thì hai anh em mình thì cũng đào được một mớ khoai nha. Bây giờ thì mình sẽ đem luộc lên một ít để có bữa ăn chiều nha mọi người. Đây, cái nồi khoai luộc thì cũng đã chín nha mọi người. Trời thì cũng chiều rồi. Bây giờ anh em tụi mình lên trên chòi ăn trên. Ở dưới nước ngập quá. Nước ngập tới cái bàn luôn rồi. Mọi người coi kìa. Nước ngập lủm ủm dưới rồi. Leo lên trên đây ăn. Thì khoai cũng đã chín rồi. Nè,
khoai khoai rạn phải không anh Bông? Rồi mời tất cả mọi người, đây là khoai rạn nha. Rồi thử củ đi anh Bông. Rồi hôm nay là em lên trên cái chòi của khám phá chòi của vũ trụ đây. Trời quá mát và đẹp quá. Rồi mời Caramel nè. Lần đầu mới biết khoai này luôn. Lựa củ nào thì tuyệt vời cho caramel của mình nè. Rồi củ này quá tuyệt vời nè. Khoai này khoai dẻo nè. Đó. Khoai dẻo luôn. Khoai rạn. Lần đầu mới biết khoai này luôn, không biết mùi vị như thế nào. Cái này mình ăn muốn ngon á, mình chấm một miếng ớt vô nè. Ngon lắm. Khoai này thì ở nhà em thường ăn lắm nên em biết đó. Đúng rồi. Này cái đảo này mà có, cũng có khoai nữa. Khoai trong đất liền nè. Đó, mời mọi người miếng khoai rạn nha. Rồi kính mời mọi người nha. Bổ sung tinh bột. Tinh bột. Quá đã luôn á. Nhưng mà ngon. Khoai này khoai rạn dẻo nha mọi người. Có nhiều loại khoai rạn, một cái khoai rạn dẻo. Tự khoai tự á. Đúng rồi. Đó là khoai rạn dẻo giống như khoai tự á, còn khoai rạn bột nữa, giống như khoai lang. Đó. Nước ngập tới rồi, lấm chấm luôn. Mấy bữa nay nước lớn ghê. Nước quá chừng lớn. Ngập lên tới trên luôn mọi người. Cái củ này là củ này. Đó, củ này là củ bột, bột nha. Bột. Củ này có bột. Nó có hai loại, một loại bột với loại dẻo. Loại dẻo thì nó ăn ngon hơn là bột. Đây. Cột củ khoai. Đây, mời mọi người nha. Bột không à? Bột. Bổ sung tinh bột. Quá ngon. Không còn ăn cá với ốc không mọi người ơi. Trong rồi trên đảo này cũng có khoai bột rang đúng không? Quá ngon. Quá. Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Thứ tư. Mình ở trên đảo này rồi mọi người. Ngày thứ tư anh em mình ở trên đảo này rồi. Bây giờ ăn khoai xong rồi thì tối nay anh em mình sẽ đi lặn bắt thêm một ít cá. Ngon quá. Hôm nay ở 4 đêm mà mới lặn có 1 đêm mà. Đúng rồi. Này có bột vô khỏe khỏe. Đúng rồi, có chất bột cho nó khỏe khỏe người. Thôi xin phép mọi người anh em tụi mình ăn khoai nha. Rồi, ok. Da nó sần sùi, nó không có chân chung như khoai. Rồi, tối nay anh em mình sẽ đi lặn bắt cá nha mọi người. Anh Bông ra trước rồi. Hy vọng kiếm được vài con cá nha. Tối có bữa tối ngon ngon xíu để dành ngày mai ăn nữa. Con cá đầu tiên mọi người ơi. Con đầu tiên nha. Đây, một con. Con thứ hai. Con cá dài hột luôn. Nó mới đâm vô người em á. Nó chạy trên mặt nước anh Bông ơi. Ủi vô người em đau lắm. Ừ. Chắc vậy quá. Đây. Này mỗi thùng anh Bông đi. Con đá dưới nữa nè. Con dưới hả? Ừ, con. Được.
Đây hai anh em mình cũng lên rồi nè. Ôi, cá được, luôn. Được nhiêu đây cá mọi người ơi. Đã ha. Ok, mấy con này ăn béo lắm mong, cái đầu ăn béo lắm. À, phải nấu canh được hay gì á, nấu ăn béo. Canh ăn được thôi. Nước hôm nay đục quá mọi người ơi. Đục lắm. Con gì dài này, con gì anh mong? Cái kìa mà. Hả? Cái gì? Cá xanh xương. Cá xanh xương. Để nó đâm hả? Nó chĩa vô người, nó lủi vô người bột bột, nó thấy đèn hay sao á, nó ủi vô bụp bụp luôn. Cá này đi câu bằng lưới á, bằng biển. À. Đây. Nãy giờ thì cá nướng cũng chín rồi nè mọi người. Bây giờ thì mời mọi người cùng với anh em tụi mình thưởng thức nha. Rồi, cá cũng đã chín rồi nè mọi người ơi. Quá ngon. À, đã. Rồi, mời mọi người cùng với anh em tụi mình thưởng thức nha. Mời anh Bông luôn. Rồi, vô cá xương nè, anh em mình chia cá xương ăn đi. À, ăn cá này đi. Cá xương này. Ê, cá này ngon nhất nè. Cá này. Ăn bông thành cá nè. Cá xương xương mở không luôn. Hôm nay chưa có ăn cá này. Thịt như thịt gà luôn.
bẻ cái này làm đôi, bẻ cái này làm đôi cái nữa. Bẻ anh, bẻ làm đôi. Anh ăn trải nghiệm đi. Thịt đó kìa, trắng lưỡng luôn. Cá này anh mong ăn hoài gì? Anh mong nhân lưới dính dữ lắm mà. Cá này em gỏi ăn cũng ngon. Rồi cá lên đảo ăn mới tuyệt vời. Trời ơi. Chấm vô cái nha. Đau quá. Đó. Mời mọi người luôn. Cá này lạ lắm. Ngon anh. Cá này lạ nhất nách. Rồi. Thôi kính mời mọi người nha. Ngon không? Quá ngon. Cắn như miếng nữa rồi. Cắn một cái nữa rồi. Cá tư luôn rồi à. Cá vừa mới bắt. Cá tư mới bắt ra luôn. Nướng luôn ngoài đảo luôn. Rồi mời tất cả mọi người. Đó. Nhấn nắp luôn anh. Quá đã luôn. Cá này xương màu xanh thiệt rồi anh. Cá xanh xương là cá xương xanh anh. Cá xanh xương và xương xanh cũng là nó luôn. Xương xương cũng nó luôn. Đó. Con đâu đổi mà cá ăn đỡ. Mấy con cá này hả mày ăn hoài. Còn quá ngon. Nhảy được con lạ lạ. Hay chứ, có con này hay không? Rồi, cá mới ra vô ngồi ăn thử rồi. Đấy, làm miếng. Làm miếng. Đấy. Cá xương xanh nè. Ra ngoài đảo là phải ăn cá. Đúng rồi. Cho biết với người ta. Đúng rồi. Nay có anh Hồ Tràm ra trải nghiệm ngoài đảo. Lâu lâu mới dắt anh Hồ Tràm đi ra đảo một bữa. Trải nghiệm. Ồ, cái gan đó nè. Cái gan đó là đã. Gan cá. Đúng rồi. Rồi, kính mời mọi người. Ừ, gan béo. À, xin mời mọi người nha. Qua đó. Ăn cái đầu nó mới đã đấy mà. Ngon lắm. Nó ngon hơn cá kia nhiều à. Nó hơi dài dài mà nó béo như nó. Đã lắm. Có dịp mọi người cũng nên trải nghiệm như anh em tụi mình nha. Quá đó luôn. Quá đã luôn. Ăn cái đầu nữa nè. Ăn này ăn. Cái đầu nó có ăn đã lắm. Đầu hầm đúng không? Có nhiều. Đây. Quá ngon. Ngon quá. Nói chung là ra đảo là đừng có cá ngoài là những gì là tư luôn à, tư ra đói luôn. Rồi, kính mời mọi người. Rồi mời mọi người mình ăn nha. Rồi xin phép mọi người, mấy anh em tụi mình ăn nha, ăn một mớ chừa để dành ngày mai nữa. Ăn vài con không mọi người ơi, hồi chiều có ăn khoai rồi, giờ ăn vài con cá nữa, còn nhiều để dành ngày mai nha. Rồi sau khi ăn xong thì giờ anh em tụi mình sẽ lên chòi ngủ mọi người. Hôm nay là buổi tối ngày thứ tư, tụi mình ở trên đảo hoang rồi. Hôm nay bị gió quá ta. Gió mát nha, cũng không có lạnh lắm. Hồi gió nhiều nha, nãy giờ đâu có gió lớn đâu, nay gió nhiều quá. Mình vẫn còn đồ ăn nhiều nha. Ngày mai thì có khoai nè, có cá nè, đầy đủ luôn. Thôi bây giờ mình đi ngủ nha, bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Anh em tụi mình đã ở trên đây bước một sang ngày thứ năm rồi mọi người ơi. Một nồi khoai, một nồi cua. Ôi trời ơi quá đã luôn. Còn cá nữa, chưa nướng nữa kìa. Ăn cá hoành tráng trước khi quay về. Trước khi làm vệ sinh xung quanh hòn đảo. Rồi. Bữa sáng qua anh em tụi mình cũng đã hoàn tất rồi nha.
bây giờ mời tất cả mọi người cùng với anh em tụi mình thưởng thức. Thì bữa sáng này nó bao gồm có cá lặn hồi tối nè, nướng rồi, bây giờ nướng lại giờ nó nóng. Cua, cúm, khoai. Đây là cái bữa ăn thịnh soạn nhất trong 5 ngày ở trên đảo của tụi mình. Có đầy đủ cá, khoai rồi luôn ha. Mời tất cả mọi người dùng hải sản các em à. Rồi, khoai luôn, cua luôn. Khoai, khoai luôn. Làm củ khoai trước không? Làm củ khoai trước đi. Ok, củ khoai này lột cho. Đây để em. Anh ăn đi. Em lột được. Trời. Bây giờ hải sản nhiều quá giờ ăn khoai. Khoai vậy chứ mà nó ngon. Ngon. Ăn khoai vô khỏe khỏe người liền mà. Khoai trên đảo này nhiều lắm mọi người à. Quá trời luôn. Mời mọi người của khoai nha. Khoai bột. Rồi, kính mời mọi người dùng khoai luôn. Mình về ăn được nè, nó kêu quá anh Mộng à. Nó đầu ăn á, không ăn đâu, không ăn con ăn que đó. Kêu đứa lỗ tai rồi. Đó lúc mà là nó không kêu gì hết. Đây anh Bông thử cái càng này thử coi. Thử càng cua anh Bông. Dứt con cá đi. Ăn cua đi, cua đi. Ăn thử cái càng đi. Ồ, càng to quá. Để đi đây còn nữa nè. Đây hai người đó. Người cái. Rồi anh Vũ đâu đi. Đây còn càng con. Con càng con mình. Rồi mời mọi người dùng cái càng cua cúm nha. Đấy, em bẻ nè. Cắn đây ra nó ăn thịt không rồi mọi người. Đó thịt kìa. Đấy. Rồi, kính mời mọi người nha. Đây anh Mông, rồi. Cầm lên Mông. Cua rồi chấm với hải sản, nước hải sản này. Rồi, kính mời mọi người. Rồi, quá đã. Nhum. Rồi, mời mọi người nha. Rồi, cua cúm ngon lắm. Ngon thịt. Ăn cái bằng mà kẹt càng à. Này nó hơi ốp rồi. À rồi, còn này hơi ốm à. Nên thịt nó hơi vỡ nè. À. Rồi, vô nè, vô. Rồi, vô bạn già. Rồi. Rồi, mời mọi người. Kính mời mọi người. Quá đẹp. Quá đẹp. Ngủ đi, ngủ làm con. Đồ, ăn đi. À, không, ăn đi em đang ăn đi, ăn đi. Làm cái con cá đỏ nè. Ăn cá đỏ cho may mắn đi. Rồi, ăn đi anh. Đỏ nè luôn. Thịt trong đây nè mọi người, ở ngoài mình nướng nó cái dãy nó ấy vậy mà thịt nó đã quá. Ngoài đen vậy thôi, trông ngon. Quá đã. Mời mọi người ăn cá. Mời mọi người ăn cá luôn. Đây. Quá đã. Cục bự bự anh Bông. Thịt nó đã dữ rồi đó. Đó, bóc cái hết nửa con cá luôn rồi. Nửa cá luôn. Chiên cá, à. Chiên cá có cách bóc cá. Con chén cuối rồi. Chén rau sống rồi vô. Kính mời mọi người dùng con cá đỏ. Cho cuộc sống thêm nhiều. Quá ngon. Quá đã. Thôi. Còn gì bằng. Nói chung là cấp chạy lên đây là thôi. Ở sáng luôn. Thôi trời ta đuổi về. Cho ở ngoài là ngon nha. Đã quá. Đã người ta đuổi về thôi. Trên đây có khoai rồi có cá hải sản ăn cua cá đồ đầy đủ hết. Quá đã. Cá này béo lắm á. Nè, ăn thử cái này. Anh ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Còn vậy nên nữa. Rồi, mình ăn thử con cua nha mọi người luôn.
quá ta. Khoai mọi người, mùi của khoai to to mặt quá luôn. Phải còn củ nó củ dài phải không anh? Dài á, không phải là mấy thằng coi nè. Mời mọi người cái căn cua à. Thôi, chúng mày mọi người dùng khoai luôn, quá đã à. Vậy thì là anh em tụi mình đã ở trên đây được 4 ngày rồi mọi người, chuẩn bị bước sang ngày thứ 5 ở trên đảo nha. Thì 4 ngày qua thì anh em tụi mình đã khám phá được cái hòn đảo này, xây được một cái nhà chòi và săn bắt hải sản nha, tự tìm thức ăn ở trên đảo. Quá đã, bốn ngày ngủ trên này cảm giác sao không? Quá tuyệt, không muốn về luôn á. Ở đây đồ ăn hải sản quá trời bao la luôn. Đồ ăn thì đầy đủ ha, có khoai nữa, trời ơi quá im luôn. Đồ ăn thì có nhưng mà nước uống của tụi mình hết rồi, còn có một miếng à, đủ cầm cự được chắc cũng chừng ngày nữa là giữ ha. Bởi vì cái clip này thì cho mình xin kết thúc tại đây nha. Mình sẽ làm thêm một clip tại hòn đảo này nữa, đó là mình sẽ làm một cái clip dọn rác, dọn hết cái hòn đảo rồi luôn nha mọi người. Mình sẽ dọn rác toàn bộ rác ở trên cái hòn đảo rồi luôn để mà xử lý nó, xử lý tạm bằng cách đốt đó nha. Đây thì là cái chòi của mình, còn cái chòi của anh Bông thì nằm dưới. Anh Bông thì nằm dưới. Chào mọi người đi anh Bông ơi. Chào mọi người nha. Nằm trên cái đây đó, hơi bị ây lưng. Thôi, clip này cũng cho anh em tụi mình xin kết thúc tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip của mình. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip tới.